Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin Thời sự Dân Việt. Trong chương trình ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bão số 8 chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa vài trăm km, giật tới cấp 15. Sinh viên vùng lũ được nhà trường tặng tiền, tặng suất ăn miễn phí trong vòng một tháng. Thóc mọc mầm, cây con giống trôi sạch, người dân vùng lũ gượng dậy khó khăn. Báo Nông Thôn ngày nay cùng hành trình cứu trợ vùng rốn lũ Quảng Bình. Lần đối mặt cuối cùng trước khi bầu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã điềm đạm hơn. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 23 tháng 10, bão số 8 đang mạnh cấp 12, giật cấp 15, nhưng khả năng sẽ suy yếu sau khi vào bờ, sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. Trưa nay ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 260 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên, khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 10 giờ sáng mai, tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa lớn, gió mạnh từ cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Nhận định về diễn biến của bão số 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiều khả năng trọng tâm ảnh hưởng của bão trong 2 ngày cuối tuần là khu vực Bắc Trung Bộ. Dựa vào hướng đi của cơn bão số 8 trong thời điểm hiện tại thì các địa phương ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các chuyên gia cảnh báo bão số 8 là cơn bão phức tạp, tuy sẽ không gây mưa lớn như các cơn bão số 6 và số 7 nhưng sẽ gây gió mạnh kèm dông, lốc trên các vùng biển, rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền và các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngoài xa ở đông Philippines đang hình thành một khối nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Hiện các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ và sẽ thông tin khi có dấu hiệu hình thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sinh viên có gia đình đang chịu ảnh hưởng do đợt mưa lũ lịch sử tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh sẽ được trao tặng tiền mặt và phiếu ăn trưa, ăn tối miễn phí trong thời gian một tháng. Đó là chương trình của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tổ chức nhằm mục đích giúp các em yên tâm học tập. Ngày 22 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức trao quà, động viên và hỗ trợ các sinh viên trong trường có gia đình đang ở tại các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nghiêm trọng vì bão lũ. Mặc dù em ở Hà Nội nhưng mà lòng em vẫn thấp thỏm không yên để về nhà của cải của mình. Nhưng mà cứ vậy thôi. Và gia đình phải đi sơ tán ạ. Mọi sự việc kinh tế đều là dừng lại, cho nên là cũng khó khăn. Thì tiền ăn của mình là tiền sinh hoạt. Sau khi tiến hành khảo sát để nắm bắt hoàn cảnh cũng như mong muốn, nguyện vọng của các em, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo và Ban lãnh đạo nhà trường đã trao tặng các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những phần quà là tiền mặt. Một trong những cái điều để giúp các em một cách tốt nhất, lâu dài nhất, không phải là chúng ta hỗ trợ tiền bạc để giúp các em có những cái sinh hoạt trong ngắn hạn, mặc dù việc đó là cần thiết. Cái điều rất là quan trọng là chúng ta cần hỗ trợ cho các em có thêm cái công việc làm thêm. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tích cực hỗ trợ các cái việc này để các em có được một cái thu nhập từ chính cái sức lao động của em để các em có thể duy trì được cuộc sống của các em trong cái giai đoạn tập tại trường. Ngoài ra, trong dịp này, các em cả nội trú và ngoại trú có gia đình đang chịu ảnh hưởng do đợt lũ lịch sử tại các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh được trao tặng phiếu ăn trưa và ăn tối miễn phí trong một tháng. Đây là những hỗ trợ thiết thực và kịp thời từ phía nhà trường để giúp các sinh viên yên tâm học tập. Nhà cửa tan hoang, thóc mọc mầm đen, cây con giống đều bị cuốn sạch. Người dân Hà Tĩnh gần như mất trắng sau liên tiếp những đợt mưa lũ vừa qua. Không chỉ có vậy, công cuộc phục hồi sau lũ cũng là một điều rất khó khăn. Trận mưa lũ vừa qua tại Hà Tĩnh đã đẩy người dân địa phương vào tình cảnh nhiều tài sản, thóc lúa, cây con giống bị lũ nhấn chìm và trôi theo dòng nước. Có gia đình đang chuẩn bị bước vào vụ mới thì lại gặp lũ, hàng tấn thóc giống bị cuốn trôi sạch, không biết trông mong gì vào mùa vụ tiếp theo. Bà chúng nó giống như là dùng để nó giống mà lúa, nó giống tối thôi.
Tôi đưa con đấy đoạn nha, được mất tiếng mất rồi. Bà cái thùng này đi hiền đang đang con lúa rồi nhưng mà lại ngập ngập thế chẳng. Những hộ gia đình may mắn hơn, không bị cuốn trôi thì thóc lúa cũng bị ngâm chìm nghỉm trong nước mấy ngày liên tục, khiến thóc mọc mầm đen thui, trồng cây tiếp cũng không được, bỏ ra ăn cũng không xong. Đối với người dân địa phương lúc này, họ chỉ mong nước rút, thời tiết nắng ráo để phơi thóc, may chăng còn có lương thực cho gia đình trong những ngày tháng tới. Phương án dương phải trúng trời dư để coi như là phơi đấy thì ăn được ngang, phải cố gắng ăn chứ. Dương biệt lấy chi năn ủa đi đấy. Hiện tại mực nước đang rút chậm, người nông dân địa phương cũng đang tranh thủ thời tiết khô ráo, bắt đầu phục hồi lại những công việc đồng áng ngày thường. Tuy vậy, với những khó khăn trước mắt thì có lẽ việc trở lại với cuộc sống bình thường còn gặp nhiều khó khăn trở ngại. Những ngày qua, ngoài việc kêu gọi tài trợ, ủng hộ, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào miền Trung lũ lụt, Báo Nông Thôn ngày nay đã tổ chức trực tiếp đến những nơi thiệt hại nặng nề nhất của vùng rốn lũ Quảng Bình để cứu trợ, trao quà tận tay và động viên người dân vùng lũ. Ngày 22 tháng 10 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Bắc miền Trung, Báo Nông Thôn ngày nay phối hợp cùng công ty dầu nhờn Toyota Oil Phương Lê, Hội Phật tử Hoa Đàm đã tổ chức trao hơn 200 túi quà với nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ nặng huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sau 6 ngày kể từ đỉnh điểm của lũ, nhiều thôn, xã của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vẫn còn ngập sâu 2-3 mét. Rất nhiều hộ dân vẫn phải sinh hoạt trên nóc nhà, cùng lợn gà, vịt và thóc. Nước đã rút tới 3-4 mét mà vẫn ngập lún cả cột đèn. Người dân không thể di chuyển ra ngoài nhận tiếp tế mà phải chờ các đoàn vào hỗ trợ. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, huyện Lệ Thủy có hơn 32.000 căn nhà bị ngập, trong đó có nhiều xã bị ngập sâu, bị cô lập như An Thủy, Đại Phong, Phong Thủy và Phú Thủy. Trong những ngày qua, nhiều nơi bị cô lập, người dân rơi vào tình cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm, nước sạch. Cùng đi với đoàn cứu hộ, nhóm phóng viên truyền hình Dân Việt đã được tận tay trao quà cho những người dân vùng lũ và cùng trải qua những thời khắc phải chịu cái đói, cái lạnh nhưng vẫn ấm tình đồng bào miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, cuối bản tin thời sự ngày hôm nay sẽ là một thông tin quốc tế đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã được tổ chức vào khoảng 7:30 sáng giờ Hà Nội. Cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden diễn ra tại Đại học Belmont, thành phố Nashville, bang Tennessee vào 21 giờ ngày 22 tháng 10, tức là 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10 giờ Hà Nội. Cuộc tranh luận diễn ra trong 90 phút dưới sự điều hành của Kristen Welker, phóng viên NBC News, với 6 chủ đề gồm chống COVID-19, gia đình Mỹ, vấn đề sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo. Trong buổi tranh luận, ông Biden tiếp tục các màn tấn công của mình nhắm vào Trump về vai trò của Tổng thống trong việc đối phó với dịch COVID-19, đến nay đã khiến hơn 200.000 người Mỹ thiệt mạng. Trong khi đó, ông Trump đưa ra các cáo buộc tham nhũng nhắm vào Biden và các thành viên gia đình ông. Theo thống kê của CNN, kết thúc tranh luận, ông Trump đã nói tổng cộng 41 phút 16 giây, nhiều hơn gần 4 phút so với đối thủ Biden là 37 phút 53 giây. Trong suốt một tiếng rưỡi tranh luận, ông Trump được cho là trả lời các câu hỏi điềm tĩnh hơn, ít ngắt lời và to tiếng hơn so với lần tranh luận đầu tiên. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.